đó mọi người nha. Hôm nay là team bóng anh ta sẽ thêm một nhân vật rất là đặc biệt. Các bạn hãy đón xem thử nhân vật đó là ai về cuộc hành trình gặp gỡ đây sao nha các bạn. Here we go. Bạn thấy nào đây quen thuộc không các bạn? Ngộ Không, từ nay trở đi không được phép nhận là đồ đệ của ta. Ta cũng sẽ không bao giờ gặp ngươi nữa. Sư tổ quả nhiên là không còn ở đây để gặp ta nữa. Bây giờ mình sẽ tiến sâu vào trong coi thứ tại game mình có nhé các bạn. Để làm gì vậy? Như mày đồ làm gì vậy? Làm mới gì vậy? Làm giúp mình làm gì hết hồn dữ ông nội? Mình đứng xuống đây làm mất hồn chứ. Đường trời chiều ngoài gì mà mới làm mới gì à? Anh chủ nó biết em quay ai sao mà chiều mấy anh ké rồi dính chứ hả? Chị định là coi như anh chiều mấy anh ké này. Anh chiều mấy anh ké này rồi định là anh gọi em là quen là mình anh em mình là ôm lại kỷ niệm xưa hả? Ôm lại kỷ niệm xưa rồi mình nhậu chân chút rồi anh em mình đã ra mắt ra mắt đúng không? À chân đúng gì? Đâu hả? Đâu chiên chiên ai cho nó cháy chiên ai đảo đảo. Từ từ nó chín đó anh chiều nó chín. Ai? Anh thấy hấp dẫn không? À. Mà sao cho chưa điện sao biết mày vậy? Biết ông gì ở cái đường nào ông gì ở biết anh gì ở sao không biết anh? Mày bị rủi kêu mày có trẻ cho đâu. Còn anh nó nói em con nào nói mày rủi kêu kỳ dữ vậy. Mày bị rủi kêu sao mày biết tao gì hồi nào tao chuyện ké định tập điện mày mà được chưa điện mày mày quen điện không để anh giống mày lớn mày cũng mèo quá. Để em lên nhà trong ngồi trước nha. Mà giờ mình rủ đứa hai đứa nào cho tao cũng mày không thổng gì. Có đồ mấy thằng đồ đây này hiền lắm, nó tàu lắm. Có đứa nào không? Ông giống mang cái đồ sàm sàm, ba vàng, ba nhiễm vô chết tặng thằng mày. Có mấy thằng hiền lắm, nó không có nghiện rượu nhưng mà tính nó vô thương. Ừ, được ạ, đồ đi xây ạ. Nó hiền lắm, nó ngây thơ lắm, nó không biết gì đâu ông Dũng, dạy nha anh Dũng. À, lấy em gọi đứa hai đứa tới nhà anh tao nha. Rao, ok. Lé vô chứa anh một tháng mấy này anh muốn về nhà thấy bạn dư. Bây giờ anh leo mà thấy không? Ừ. Ủa mày có mấy anh bị tao phải tao lo hết sức rồi ha. Ơi sao vậy anh Dũng? Điều tháng mấy này Anh nhớ quê hương mình, anh nhớ Bình Định hơn anh dư đúng không? Ừ, anh cảm giác chứ anh đi anh nhớ quê hương mà coi như là không. Anh bốc một mình đó anh chịu. Hôm nay anh trở về gặp mấy em là anh mừng lắm. À, thôi anh ở nhà cho rồi, lo chăm lo cho. Áo kỳ này anh ở nhà cho anh không đi nữa mà. Thế? Anh không đi nữa. Ừ, đó, bây giờ vậy. Quên Dũng rồi. Lâu ngày mấy em vô, anh Trăng. Thì Trăng thiết bị một chút màu để mấy em mình đậu Trăng. Đó. Ừ, xe anh Dũng. Đó, Dũng em. Đâu, ok. Yay. Hello anh em, mình đã đặt máy quay rồi nha các bạn. À, Trăng mày lâu ngày ở gặp lại tháng mấy đâu? Đúng rồi. Mấy em kỷ niệm cho anh Dũng. Tính là lâu rồi. Chẳng mấy nhớ anh làm công trình phơi nắng mà nó khô lắm sao? Tính là phải lâu chỗ mày. Lâu phải sao? Chẳng mấy mà phải lâu chơi buồn á, anh buồn á, anh thấy quay gì sao anh Dũng? Buồn chứ sao, hồi đó anh làm đi xe rồi buồn nhớ anh em á. Bây giờ không có gì đâu anh. Không, mình chạy được đâu, mình dân dĩa mà. Thì ở nhà anh giờ cũng có gì á. Đúng rồi, biết tương mà anh thề dày. Anh chiều mấy cái khô à anh. Em nói thiệt, thề dày mà nó quấy từng cảm. Còn anh Sơn Hào hả vậy mà anh em không có vui thì cũng đúng không? Giờ gặp mình coi như là chúc mầu cũng liên lụng cho anh em mình cũng đã tin hẹp được rồi, không tâm gì mà kéo được. Dạ, đúng không anh Dũng? Tao vô đây, vô. Alo anh Dũng. Lâu ngày giờ uống liên lụng với anh em thấm tình anh em hả? Đẻ cho con người mà gặp nó lại với anh em là cũng như xíu người. Dạo này anh làm sao? Anh bơ nén bơ non rồi về đó khô lắm sao? Dù dạ làm rồi tổ hồ rồi em biết không đó. Tôi là nén mà ở dưới là xi măng em biết chứ. Ừ. Anh làm cũng rồi đó bao nhiêu năm rồi em? Không, anh làm cũng mấy vài chục năm rồi chứ em. Nhưng mà giờ khổ quá rồi. Phải ráng làm kiếm tiền cho tiền đâu. Mà anh khổ quá. Mày anh phải lo gì ở đâu? Chăm cho thằng con cho vừa có mình đó. Không, khổ mà anh nổ mà cái vũ khí là thuốc anh tiền để sợ gì rồi. Ở đâu, nghe vậy á? Quả, anh tao còn là cổ
Đây là nấu kiểu đồ cố á. Đồ cố kìa mà. À. Ở đây à, đây là đây trước ra rèn người ta gọi là anh là bảo vệ môi trường này. Ở đây người ta quen là chục rác mà anh là sao không vậy mày? Chứ ở đây quen chục rác chứ làm gì ông cứ đồ nghiệp cố mà sao em cứ chơi vậy từ mặt anh đỡ ra cố kim anh không anh bữa nay anh cái mặt anh đỡ này nó giống chung cha bữa nay hỏi cái chữ nữa đúng là chữ gì để chữ là dũng hay nhậu quắc mặt ta đu này ơi xây ông thầy lên anh này bây giờ anh cái chữ đó làm này là phải nhớ một đọc đúng không. Cũng là dành cho con để đẹp tốt chứ không lâu vậy đúng rồi không có buồn phải không giống. Hey, đỡ 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 em điện lúc bố mày như cứ gọi đứt tụng tao ngồi với chị cho vui không đúng rồi em điện con này đẹp gái lắm con gần đấy lắm rồi gần 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 cho mày xe quá thì thuốc tổ lên xe đấy. Alo rảnh không ra nhà anh Dũng nhậu mày. Dũng là ông nào? Nó hỏi Dũng ông nào chưa? Gì đồ mà kêu cô hồn nữa. Có, tại hiền lắm nó. Vì sao nói cái tiếng gì đồng của hồn mày? Anh Dũng anh hiền lắm mày đừng nói vậy mày. Mày nhớ vậy quá mình ơi mày chạy qua nhậu tao này. Chù, thấy chưa? Không sao đâu, tại hiền lắm, không sao đâu. Hiền quá chứ đồ mày là biết hại mày chết nhà thật. Thôi mày chạy qua nhà anh Dũng nha. Chú mấy nhân quen mày có trụ điện á, chạy quen nha. Không có nhà mày giống xe đâu. Phải không? Ờ. Tại nó hiểu lắm, nó ngồi khô lắm, anh tưởng nó sợ. Mới đây mà nó hiểu chưa? Ờ, bạn mày tao thấy cái thằng gì bữa tao thấy tao sợ quá anh. Thằng nào? Thằng gì vậy bữa mày đi uống nhậu nó, tao sợ quá. Không sao đâu, tại hiểu lắm, hơi lên giống. Đồ mày mình cho vô nha, anh em tình cảm mà đụng lộn dục của hồn rồi. Sợ lắm. Không, nó hiểu vô à, tao nghe thơ lắm. Thôi đi mà đặt cái. Nó khô, nó mới hẹp, nó mới nghỉ hẹp đây mà. Trời trời gì vậy, sao muốn lượng. Nó làm ngờ nhẹ nhàng lắm. Ai mà không trẻ nó nói nhẹ nhàng, trẻ lứa rồi. Đây nó cầm với nhau không? Không, nó cầm với nhau. Nó cầm cái búa mà. Trời ơi, hồn mày, mày đi từ trần ra đúng. À, mày sợ đấy. Đừng có trần đúng ra, nó nghe chưa? Ừ. Không, nó tối liền á, thành ra nó đậu lắm, tính nó hiền, nó ngây thơ đó. Mày em thấy bạn em không đi khác đồ đi đồ sang chánh chứ mà anh như tào lao đâu được tay em lấy nào kêu cũng mua rồi có dùng mối khủng của mày ngầu chơi với mày nói gì mà anh với mày đầu tiên gặp nhau dùng cái trong dữ em đâu đó gặp bạn của Quốc hay em là bạn em của Quốc nhớ mày đang ngầu em. Ở dạ đâu mời anh ngồi đây. À, mời anh ngồi đâu 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 nhà của em đâu gì nhà của anh là sao nó nhà của em mà anh đến nỗi nào em giết nhà mày không chui anh em lấy đây lấy nữa anh Dũng chứ sao hôm nay uống rượu không biết gì chứ tiền hẹn nó ngầu cũng như mày không phải là ngầu cũng đàng hoàng mày sao đu nhẹ anh là sao anh lớn là gì có tiền cũng là đưa thì còn tiêu nhé nãy giờ có tiền đèo quá có anh thấy cái thuốc của anh không tại vì sao chưa anh thấy không. Ông này có lời bắt được cái ông này ổng nhà đại gia uống bia cái nhà ổng đậu của đại gia nó nhiều chút mẹ mà đại gia gì vậy ông rượu chú hồn rượu chú hồn chú hồn à chú hồn vậy lên 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 chàng khi vậy cho nó ăn ngọc chuối nó rè mà nó vàng anh ngọc trong cái thầu lớn anh chết gà để trong rượu nó khai khai á ta lại lo 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 đồ rượu mờ tớ rượu nhà sách mừng đồ vậy mẹ đại cho hồn là sao chết đi mày đừng có làm giấy mày vô mày mơ kiểu thằng mày chưa đi mấy người chào xong thì em làm chết đi dù gì sau này anh vừa làm mà mày làm nhá mày sao được không em muốn một chết được không sao mày cảm thấy mắc chuyện chứ mày ông ơi anh kêu ai không chạy thôi thôi bây giờ tôi ông kêu ai không chạy em thích nói gì nói thôi không phải cảm mày bây giờ thích gì kiểu quá anh em là thật tôi cũng ngầu nhậu đi mà làm giấy mày đừng có thương thương quá say đâu nè. Quyền pháp mà ta dạy con được thể hiện qua thiết ti quyền. Lấy khí qua cực, lấy lực qua bộ tấn. Đẩy nội lực để phát huy bốn biểu hiện
hỉ nộ ai lạc. Mặt vì lai thật xinh gái, mái tóc hơi dài, người xinh thế này liệu rằng đã có bạn trai? Con bé đây, bán chiếc trong sân bay. Wow. Anh Dũng lấy điện thoại lại quay chụp hình nó làm kỷ niệm đó. Dễ mày giải mày rồi. Không đặt gì, nó bán chiếc trong sân bay thì con bé đây là
nó làm bên sân bay cũng gác mình nè. Dạ nè. Anh với em hàng kia nó theo đâu mà em trông không chứ cũng không. Mà em vô em salon nó mà mày vô ngon lắm. Bình. Đồ ở đâu nó đầu với anh qua anh đây. Này quen mày. Chị mày. Gái của em anh đổi cho anh Dũng lâu lâu em đổi cho anh Dũng một bữa đâu không? Ngang mà Dũng mày. Nó là nói gì đánh miếng gì vậy? Ờ thôi anh rồi. Nói chung cái ngàn ngon lắm. Cái ngàn ngon là em sẽ nói cho anh Dũng. Em muốn nước suối nha. Em Dũng anh chưa bao giờ đâu. Em muốn nước suối à? Dạ. Em từ từ, em cầu im lắm anh. Rồi. Nó là làm trong sân bay. Gì anh đi giết mày cắn chút mà em là của anh mà em không phải đâu giết mày chút vậy vẹt vào vẹt lại vậy thôi ra đi anh Dũng. À chứ em đây em dùng đỡ cái em đúng là em đúng rất là nên nó đi vé nhiều mày vé nó là 10.000 vé à anh mua mà anh muốn cái loại gì hả cái này á mình như thấy cũng đủ với anh không được yên à được yên à lúc đi đâu ngồi im cho mấy cái làm dữ vậy. Ngồi im chứ mà làm nhớ mày. Anh ngồi im quay. Mày nói chứ nhiều luôn. Chá, riêng anh Dũng mày. Ngồi đi. Nhưng mà ngồi nhậu đây là 1 triệu đi. Mày ngồi im đó, bao nhiêu tao đưa. Mày đút em mà đưa nó đi. Có làm cho em mà đưa, mày ngồi im đó. Mày điều nhiều con như vậy à? Ủa chứ mày làm có mình đó mày. Ờ, nó có mình đó hả? Ủa mày làm nhiều không? Con mình đó chứ bây giờ đó của em còn nếu hôm nay á anh Dũng vô ra em dẫn qua anh Dũng là anh Dũng cho thoải mái em ngồi im đó anh Dũng làm như kiểu nào vừa rồi tuần này đó là chuyện rủ vô mất là lo cho bắt đầu ngồi với anh chứ sao quá một chuyện rủ giờ khách gọi em cứ bỏ qua đi anh cứ thoải mái đi á của em là anh thoải mái vô không từ em cứ mời anh vô em cứ mời vô em vẫn sợ chúc anh sao đâu em nói là tên chúc anh Dũng gỡ thì cho chào chào mọi người không có thể anh cứ thoải mái, tao thoải mái chứ mà nay đâu, em ngồi đây. Từ giờ dẻo quá ông Dũng không? Ông dẻo kéo rồi có mấy đứa. Không biết mà làm gì mà cứ dồn mày. Chứ chờ có mấy đứa nhà này hồi bữa ông về 8 mấy tuổi cũng nói rồi. Em đỡ im cho anh không chút cái làm gì dữ vậy? Thôi lên mày. Thôi lên mình vui. Nắng lên kìa. Ngọn nhà anh cứ yên dần mà nén nó anh nén em che cho
Dạ, quý em nói là anh làm gì anh làm đi. Anh làm cái máy đâu mà làm cái nào em sợ vậy? Đừng anh Dũng, tớ tụi em đây mà sao anh dẻ ghé làm cười quá. Anh im đó cho anh làm có gì. Nhưng mà ở đây tự nhiên có mình dày anh đi đâu thôi. Nhưng mà bây giờ anh Dũng của em anh được không? Im mà mày nghe đây. Đặng mày chắc. Anh gọi anh đi chơi, đỡ em cho anh Dũng đây. Em bỏ anh Dũng qua. Mà hôm nay em dành cho anh Dũng. Không ai. Thôi lên đi. Vậy của em ở đâu vậy rồi em lại làm sân bay mà. Vậy em ở người gần sân bay luôn hay sao? Em gặp nhà anh Bình nè. Sống gì mày? Mày đâu sống đâu? Mẹ, tôi chịu đi chứ em cũng chứ mày. Ủa là đây cám mày chịu đi. Ông chào có mày tôi đây sao tào lao bước vào người cám gì cám chứ. Giờ 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 giờ. Ba sợi. Ba sợi giờ giờ. Chín luôn nha. Chờ anh chở đi xuống bên dưới rồi chờ. Đi xin mày. Hầu giờ anh chở tao mày đi vô bữa nay cứ ghé. Cái chờ này chờ chờ thâu chi đi đâu siêu thị đi mò. Ngồi về miếng quý. Đồ đồ đấy, 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 dư thời gian ra chúng ta đổ xe nhà chúng ta đổ xe rồi gì nó bị cái đồ ai gài kiểu vô thì là có tiền gờ tao là này chúng ta thực hiện rồi người ta tao biết anh đâu ra tao cũng tao biết tao khai luôn khai tao khai luôn khai khai tao khai anh giống đổ ấy đổ 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 lại mày quay ra mày mà nó từ từ không phải cái tiền ra mà mình biết bày khai rồi hậu lên đi chứ không làm thế không biết làm gì mình mày đó nhỏ tao ngỡ hùng miếng em đã cho anh hùng miếng đi bị nát cái mặt luôn rồi anh hùng đi thoải mái đi thôi thôi anh làm cái cười khủng quá chứ không phải đâu đó anh hùng đi mới con anh đã được đàn quá thôi anh dùng lên những gì đâu có đó anh làm giấy anh trời ơi cứng nữa ông mặt mát mưa quá anh đau quá chứ sao mình cũng khổ khăn hả tuần nãy giờ còn các anh dạ mà mẹ mày nhìn dám xin đập thằng cái về mày giờ cái mà anh con gái mà nó lẹ cái anh hùng hùng rồi đá trong giờ sơ sơ à đá vô anh đừng đi không cái gì nói sao đá giờ nó mông ơi đó đá nó mông mày cô cha bà giỏi ơi yêu kinh nào dính mày giải giải mà mau sát vô anh Dũng rồi sát vô vô là sát cái đầu mẹ cao cho sát cái muốn như con mè mà ngon mà đúng không mẹ anh làm mất tiền màu nó như trái ra là màu như màu như cái ha rồi chứ à hai sĩ cũng lộn đầu em cũng tắt vô tắt vô em ngã dành thì như mày đang em sĩ luôn quần tổ ngã nó đúng được đây đầu mày chia tao hai sĩ nha phải chia tao em sĩ nha thấy em sợ chắc Trời Tao vô ăn.